ông chụp hình đội nào? Đội nào? Ok, để hỏi ông chụp hình nha, ông chụp hình tới đội nào? Bây giờ người ta nói không chỉ đội người ta là tí về không được nữa đó. Bây giờ đội nào chỉ? 1, 2, 3, chỉ. Các đội, chúng ta với sức nóng này nhưng tôi nghĩ vì 10 ngàn euro chúng ta có thể bất chấp và vượt qua. Bây giờ xin mời Sid Dupli ngồi tại chỗ. Hãy cháu ngồi xuống, ngồi xuống. Mỗi đội cho một thành viên nam hoặc nữ bất kỳ bước lên phía trên. Nam hoặc nữ bất kỳ bước nào ngồi xuống đầu tiên được 1.000 thưởng. Dạ. Rồi, mỗi đội cho một người bất kỳ nam nữ bước lên phía trên, bước lên. Ok. Rồi, đội sai nhau bước bước hẳn lên luôn, bước hẳn lên. Rồi, đội nữa. Chúng ta giơ hai cao tay lên, giơ cao tay lên. Đội nào sát đội đó, ai đội nào sát đội đó. Thành viên này sẽ nằm lên trên hai một cọc tiền luôn nè. Dạ thì bây giờ sát lại, có quyền sát lại. Có quyền sát lại. Mình đâu mình có quyền. Rồi. À lúc này đâu rồi, không phải người đây. Đội này không phải thành viên này. Bước lên. Bây giờ ai ai đội là thua. Ai đội là thua. Đội trắng. Rồi bước lên lại, sẵn sàng chưa? Gia đình thương tiếc báo tin, đội kim cương trắng vì đưa lộn người nên cả đội nằm lại sân tennis này xin chia buồn. Jesus! Không được gặp sân tennis, nếu như một lần rớt xuống chúng ta làm lại từ đầu. Ok, các đội có thể... Chúc anh hạnh phúc lần sau. Đội kim cương trắng không rồi, không ổn rồi. Cái này đang lăn bồn, chuẩn bị làm bánh. Chúng ta biết diện trong thành viên của mình mà không được quyền rớt xuống dưới cái sân tennis. Sẵn thế giới kia, sau đó đưa lại đầu tiên nữa. 10 ngàn, chuẩn bị. Đúng rồi, biển công an tôi rất được, chúng ta muốn lăn lê muốn đường thì sao vậy trơn. Và bây giờ chúng tôi mới thấy được giá trị của đồng tiền. Họ có thể bất chấp. Các đội vào vị trí. Nhớ nha, chuyển xuống và chuyển lên. Đúng rồi, chuyển xuống rồi chuyển lên. 3 2 1
Xin mời 6 đội trưởng, trong lúc 6 đội trưởng đang hội ý với anh em. Bây giờ là tới phần chúng ta làm cho bạn mình được tê phê mới và sảng khoái nhất trong ngày hôm nay. Chuẩn bị. Bây giờ chúng ta hô bóp một cái là bóp một cái, không được bóp lần thứ hai. Bóp một, bóp hai, bóp, bóp ba, bóp bốn, bóp năm. Rồi, giờ nắm đấm lên, giờ nắm đấm lên, đấm, đấm cái một, đấm cái hai, ba, bốn, năm. Rồi xoay bàn tay ra, đặt lên vai, tiếp tục xoa, 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 xoa. Rồi hết bàn tay này, chà, 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 phê chưa, phê chưa. Ok, tay lên vai người phía trước. Lưu ý, ở đâu thì làm đúng ở đó, đừng làm kiểu khác. Người ta hoang mang, chặt ra chân bi. Mình bóp, 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 là mình bóp, bóp, bóp. Mình xoa, 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 là mình xoa, xoa, xoa. Mình đấm, 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 là mình đấm, đấm, đấm. Mình chà, 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 là mình chà, chà, chà. Mình đấm, mình bóp, mình xoa, bóp. Mình đấm, 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 là mình đấm, đấm, đấm. Mình xoa, 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 là mình xoa, xoa, xoa. Mình chà, 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 là mình chà, chà, chà. Đã chưa? Đã chưa? Chưa có đã là chưa có được. Ngay bây giờ, hai tay lên mong người tiếp sức lên mong lên theo lên theo lên hông. Mua cái gì? Theo người đem đến đây lấy hàng về nữa, mua
vị trí nha. Lưu ý các đội sau khi mua đồ và làm xe mua hết hồn, chúng ta hãy hết sức cẩn thận vì đâu đó rất nhiều đạo chiếc của các đội khác đang đi vòng vòng và lấy đồ của đội mình. Chiếc xe của mình, kể cả phần chất lượng và mỹ thuật, nên thời gian không có nhiều, các đội chúng ta tranh thủ mua nhanh làm nhanh, mua cái gì trước mua cái gì sau, phân bổ hợp lý tất cả trang trí cũng như chúng ta tập luyện cho tay đôi. Xin được lưu ý các đội hiện bây giờ lắp sang một bên ngoài để làm xe, và sau khi có hiệu lệnh các đội sẽ đưa xe vào trong sân tennis. Nên các đội chúng ta sẽ làm xe ngoài khu vực sân tennis. Khi nào có hiệu lệnh chúng ta sẽ đưa xe của mình đi chuyển vào phía bên trong. Cái thứ hai là đảm bảo thiết kế chúng ta không bị tụ tập và không bị đội nào sao chép. Khu vực bên ngoài chúng ta có thể lựa chọn bất cứ một khu vực nào cảm thấy hợp lý để chúng ta làm xe.
Không có bán dao ông nội, kéo không mà. Kéo không mà. Đó là sút rồi đó, cái đó là chạy là sút nè. À bậy rồi nha. Cái bánh lỏng chưa? Xong không bánh chưa? Đi. Cái bánh dán coi ngược mũi tên, một mũi tên nha. Cái bánh xào mình cho nó ra ngoài.
chứ. Rộng hơn cái bánh trước. Không có gì bằng tiền, cái gì bằng tiền đó. Thì coi hỏi sếp thôi. Sếp kêu. Mấy cho lấy cái đồ giúp mình lại cho tao nhỏ.
chúng ta sẽ mời các thành viên di chuyển ra khu cửa ra vào. Xin chào tất cả các chị. Đầu tiên cho chúng ta một tràng vỗ tay lại lần nữa, chúng ta hoàn tất cái game vừa rồi các chị. Đây, bây giờ trong lúc mà mình đợi chấm điểm á, mỗi đội sẽ có 2 phút chúng ta đồ với nhau, chúng ta học được gì qua game F1 này, và sau đó mình gửi đại diện trình bày giùm tôi trong vòng 1 phút 30 giây. 2 phút dành cho các chị, bắt đầu ạ. Đồng hồ trắng mình là nhà vô địch, mình phải xung lên. Đồng hồ tím là đội vô địch trận 1 là mình phải xung lên, đúng không? Yes thì yếu quá, mình yes mình mạnh lên mình mới được ân cư. Làm lại cái gì? Hello? Yes! Rất tốt. Bây giờ trong 6 nhóm tôi muốn lắng nghe nhóm đầu tiên là ai xung phong? Rồi,
nhóm mình vô địch mình chờ chút vì mình vô địch mình nói gì mình cũng đúng hết trơn á. Rồi xin mời đội cánh ca. Xin mời. Em xin đại diện cho đội cánh ca trình bày cái việc mà nhóm em học hỏi được sau trò chơi này là phân chia công việc cho mỗi nhóm nhỏ trong nhóm lớn, từ công việc phân chia định mức quy mô phụ liệu, lắp ráp thiết kế và phân chia những nhà liên kết khắc phục nhà đầu tư để đầu tư cho dự án của chúng em, là tất cả bộ phận phải đoàn kết lại với nhau vì một mục tiêu chung. Em xin hết ạ. Rồi, trước hết cho tôi hỏi cái là từ hỏi cái là vì sao đội mình chưa thắng, vì sao chưa thắng nhưng mà thua như vậy? Đối với đội em là đã thắng rồi ạ. Là trong các phần phần công việc đó, cái phần đầu tiên mà có nhiều người làm tốt đó là phần hình ảnh. Và trong kinh doanh đấy chúng ta không hình ảnh, chúng ta sẽ hình ảnh cho thất bại. Và trong các đội á, đội nào làm chậm nhất trong phần hình ảnh thì đó là trung thực cho đội đó mà đào có tay cái gì. Đội đó là tôi phải công bằng, đội đó là tôi cố vũ, đội đó là anh đang làm nhanh đấy không thua nữa mà. Có một anh trong đội đó đấy, thua chắc rồi chứ còn chi. Rồi, xin cảm ơn đội bóng cá của chia sẻ một lần. Tôi xin mời đội tiếp theo. Đội tiếp theo là đội màu đỏ. Đội màu đỏ là cái phần mình mới vừa thắng thì là cái phần trung thân của mình là mình hoàn thành rất kém. Xin mời. Dạ, xin đại diện màu đỏ xin chia sẻ một số ý kiến. Đối với trò chơi này, cái đầu tiên là không có tiền, không làm gì được. Cái tiếp theo là đội em có một cái thiếu sót trong cái tính toán mà cái chi phí nguyên liệu nó sai, dẫn đến là mua thì mua lung tung hết mà không đủ tiền, thậm chí là khi đưa cho nhà đầu tư ký xét còn đưa thiếu số không nữa, cho nên là đó một cái sai. Nhưng mà nhờ đó nó một cái lợi thế là khi mà tụi em mua thì người ta bán hết rồi, nên chỉ còn những cái còn lại người ta sale mua giá rất rẻ. Đây chia sẻ thì hơn. Cảm ơn. Rồi cảm ơn đồng bào đỏ cái gì? Người ta đồng bào đỏ mình nói một cái ý rất là hay, tức là không có tiền không làm gì được. Là yếu tố đầu tiên trong kinh doanh của mình, đầu tiên là gì? Tài chính của mình. Dạ. Và tôi đã biết việc mà mình mua hàng xe bóp là do mình hình. Mà tôi nói thực tế hơn chút mà các chị đừng buồn á, là do mình dở quá mình mua hàng xe bóp. Mà hàng xịn người ta mua hết trơn rồi. Rồi cái bài cái vấn đề đầu tiên trong cái việc mà mình cần phải lưu ý trong kinh doanh đó chính là tài chính. Không phải đơn giản mà mình có tiền đâu. Đúng không? Và việc này các chị thấy là có ai nãy giờ mà người ta giúp một nhà đầu tư á, mặc dù nhà đầu tư có rất nhiều tiền mà không lấy được tiền thì nhà đầu tư cái gì? Có ai cảm nhận được đó không? Rồi, cảm nhận được đó không? Đồng hồ xanh, đồng hồ tím, lấy xin nhà đầu tư. Thành ra trong thực tế khi sau này mình về mình xin tiền từ công ty của mình á, đầu tư vào một việc gì mà mình thấy là sếp mình không cho tiền mình á, mình câu đầu tiên mình nghĩ tới đừng có nói là do sếp mình không hiểu mình cái gì. Thành ra cái thông tin cái gì mà nó cho sếp mình quá sơ sài, nhận sếp mình cần tiền mà dùng tiền có sẵn rồi đúng không? Thật ra cái việc này là việc mình lưu ý nha các chị. Tôi thấy rất nhiều anh chị đi lên gặp sếp của mình, sếp mình từ chối mình đi về luôn. Thứ hai là mình không có hình ảnh, cho nên mình không biết mình xin cái gì. Mình đi lên gặp sếp rất nhiều lần mà mình không có tiền mình chạy về lại, đúng không? Thì đây mặc dù đây là phần như game, mà chúng ta cần phải lưu ý là cái hình ảnh chúng ta cần phải cải thiện lên. Đầu màu, màu xanh, màu xanh là cái độ về cuối tôi tưởng là chiến thắng rồi. Mình đứng cách kia được. Chào các anh chị. Em xin đại diện cho đội màu xanh thì rút ra một vài cái kinh nghiệm qua cái trò chơi này. Thứ nhất là cũng giống như các đội khác là đội em thấy đội phải cố tiến và một số đội khác đi xin tiền nhanh sớm nhất thì tụi em cũng rất là vội vã và không đưa ra được là một cái khi mà muốn làm một cái xe hệ bất kỳ một dự án gì là phải đưa báo hàng ra cho nhà đầu tư là thứ nhất là bằng bao nhiêu tiền giá bán bao nhiêu họ sẽ lời bao nhiêu và khi nào họ thứ hai là tụi em đi xin tốn thời gian đi xin tiền rất nhiều lần. Đáng lẽ là nếu mà tụi em có một cái chiến lược chiến lược hoặc là chiến lược bảo hàng thì tụi em xin ngay từ đầu và chỉ cần có một cái chiến lược bảo hàng là ba cái nhà đầu tư là sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Bởi vì tại vì mỗi nhà đầu tư tụi em mỗi nhóm đi xin là cái từ từ vậy thì tụi em phải đầu. Điểm thứ hai nữa là về cái việc là
dấu đen là cái không kết quả là tụi em là chưa đưa về đến cuối cùng, nhưng mà tụi em thấy là có thể là cái sự thay đổi gì là tầm ai làm thì cũng sẽ có cái rủi ro, và cái điều gì tụi em nhận ra là phải hoạch định rủi ro tốt hơn. Tại vì lúc đầu là tụi em đã thấy cái chuẩn của tụi em là tốt với cái bánh bánh là nó hơi bị dễ cạn. Và thứ hai là cuối cùng là trong trái tim em là đội của em hôm nay là đã làm rất là tốt. Rồi, cảm ơn các chị của đội của em đội màu xanh. Tôi rất đồng cảm với là cái đội màu xanh xanh dương này. Là chỗ là lần đầu tiên mình làm việc ấy lúc nào nó cũng khó khăn. Nên là bây giờ mình qua chiều nay á, đừng khó khăn được các bạn. Thật ra nói một ý rất là quan trọng là trong năm vừa rồi á, ở mùa tiết chúng ta có một dạng rất là quan trọng. Đó là dạng tái cấu trúc các chị. Đúng rồi. Và trong cái game này là cái game mô phỏng hoạt động tái cấu trúc rất rõ ràng các chị. Các chị, rất nhiều lần tôi thấy là sao mình hay cầm lan là cái việc là có quá nhiều sự thay đổi và tổ chức. Mà chúng ta thấy là môi trường kinh doanh này giờ nó luôn thay đổi và nó luôn ổn định các chị. Mà luôn thay đổi. Thành ra chỉ có một việc không bao giờ thay đổi thôi, nó chính là sự thay đổi. Đúng không ạ? Thành ra trong quá trình chơi mà tổ chức cố ý với những cái sự thay đổi mà báo trước cho các chị. Và có những sự thay đổi không báo trước cho các chị. Và các chị phải chuẩn bị cho việc đó. Mà không chuẩn bị cho việc sự thay đổi này, chứ là phải chuẩn bị cho sự thất bại. Đúng rồi. Và đội màu xanh này rất tiếc là cái phần mà chúng ta làm á, chúng ta làm rất là nhiệt tình, và cái phần mà chuẩn bị cho sự thay đổi chúng ta làm cái phần này kém á. Thành ra lúc mà đi vào cái phần thứ hai á là chưa chơi là tôi đoán chắc là cái đội này không về nhất được, nhưng không đến mức mà chúng ta không hoàn thành luôn. Đúng rồi. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ là anh có đề cập tới phần chiến lược á. Thật ra là trong tay cấu trúc á, cái phần chiến lược nó làm thứ hai á, phần đầu tiên nó chính là tư duy của mình sự thay đổi, thứ hai là phần chiến lược, và thứ ba là phần hệ thống quy trình. Và rất nhiều các chị trong các nhóm đó, mình gặp sự cố trong lúc mình làm xe là mình gặp vấn đề về vận hành. Đúng không ạ? Là về nhà, nếu mình có vấn đề về vận hành á, thì mình làm sao mình vận cái hệ thống quy trình nó tốt lên. Đội nào bây giờ mình thành thật á, mình nói với nhau là mình làm chiếc xe này mình có cái bản vẽ thiết kế trước khi làm thì đội nào có cái đó. Một đội, đội này nữa. Hai đội này nữa. Thành ra cái gì thế mà có hai đội có cái bản vẽ thiết kế thôi, và trong hai đội cái bản vẽ thiết kế này có một nhà quy định. Đúng không ạ? Thành ra cho chúng ta làm một tay về việc này. Thành ra cái gì làm thế dạng là đụng đâu tính đó, đụng đâu rồi mình làm đó. Thành ra cái phần này mình làm nó không có chiến lược gì cả. Đúng không ạ? Và có đồ nào bây giờ mình thân thật á, mình làm gần như giống cái bản vẽ mà ban tổ chức đưa ra. Đồ nào như vậy? Gần như giống bản vẽ mà tổ chức đưa ra luôn. Rồi đồ màu xanh, đồ màu điểm xanh, đồ màu đỏ sao ạ? Đồ màu đỏ là bất chấp luôn, không biết làm theo cái gì luôn. Đồ này có theo như vậy không? Không, đồ màu tím mà ý không, thực ra là cái bản vẽ mà tôi biết á là một cái gợi ý cho các anh chị, nhưng mà gợi ý này nó chỉ giúp cho anh chị vượt qua vòng một thôi. Thành ra trong thực tế mình đã ứng dụng tri thức nhiều vào, và cái khả năng hợp tác thì các thành viên trong đội mình phải cao lên cái gì. Đây, rất cảm ơn đội màu xanh. Bây giờ tiếp anh, xin mời đội màu tím. Đồng hồ tiếng là có một cái đặc điểm là có tiền nhưng quyết tâm không xài. Tôi sẽ chia sẻ với các chị là sau khi tiếp tục được các thầy gia cho chúng tôi một số tiền vì cái mục tiêu của chúng tôi là nơi cổ tiếng, và sau khi vào nơi cổ tiếng thì phát hiện cái trong đó có một khu chưa sử dụng thì
khi xe off chúng tôi cũng đã dùng được số tiền và mua đủ để gian hàng cho xe. Đấy, cho nên cái đơn hàng này mặc dù đã làm nhưng mà chúng tôi chưa sử dụng. Và sau quá trình anh em chúng ta cố gắng, dĩ nhiên từ đầu mấy ngày nay thì với những cái chiến lược là đoàn kết chia sẻ làm phải có quy trình thì chúng tôi đã được chiêu số rồi. Thế nhưng hôm nay chúng ta đạt được mục tiêu là làm sao phải tiết kiệm và sử dụng cái tính chia sẻ của mình. Và thực tế đó là chúng tôi đặt ngay hàng đầu và kết quả chúng tôi còn sử dụng kết quả em luôn và chắc chắn cái điều này chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi sẽ làm được với một chiếc xe như thế này được hay tập tài hiện tại đó tuyệt vời, rất nhiều. Anh không có chia sẻ gì nữa mà. Hết rồi đúng không? Rất cảm ơn đội này. Một trong những cái giá trị mà các chị mới chia sẻ xem mà tôi học được đó chính là giá trị tiết kiệm các chị ha. Cái điểm này rất là hay. Và cái thứ hai là team mình có một cái điểm là chúng ta thiết kế cái xe á chạy bất chấp địa hình đúng không? Cái điểm đó là tuyệt vời. Một trong những cái điểm mà tôi muốn chia sẻ trong cái ý số 2 khi mà chúng ta thay đổi đường đua á, có hai cái thông tin thay đổi từ ban tổ chức. Một là thay đổi về tài xế đúng không? Thay đổi về người lái xe. Thứ hai là thay đổi về cái địa hình đua đúng không? Và trong kinh doanh á, nếu mà chúng ta thay đổi về yêu cầu, thay đổi về điều kiện bên ngoài là chúng ta không thể nào làm được cách cũ được. Và cách cũ nó sẽ không mang lại giá trị mới nếu chúng ta cứ duy trì mãi như vậy đúng không? Thành ra đầu một tiếng á, nếu mà các chị đi lúc mà các chị đua chỗ này, các chị bay ra kia luôn nha. Và do mình không đánh lái được á, nó bay ra kia luôn. Thành ra mình về chạy thôi chút xíu. Nó thấy cái mặt này. Là vì sao? Hay là chiến lược mình bay lên kia? Ngay từ đầu, tôi dặn tài xế và động cơ của tôi, chúng ta không thể thắng thua để đi đụng lộn. Cho nên nếu các đội mà chạy cho đó thì chúng ta bọc ra ngoài. Mục đích chúng ta là về đến đích. Mình đi làm từ thiện đụng lộn cái gì? Đó là lý do tránh cho mọi người. Rồi giờ tôi đã hiểu rồi. Mình né bên kia, mình phải đụng cái này. Đúng không? Rồi rất cảm ơn đội một tiếng. Các đội còn lại mình có một đầu tiếng, một tràng vỗ tay rất kiên định với cái tiếng của mình đây nè. Rồi cảm ơn các chị. Rồi xin mời đội tiếp theo. Đội xanh lá. Dạ, xin mời bắt giờ đi anh. Dạ vâng, xin đại diện cho đội điểm xanh chia sẻ một tí. Thì đội của em xin tự hào tuyên bố là tụi em không vay bất cứ đồng nào từ các đại gia. Và tụi em kiếm tiền từ đâu? Tụi em kiếm tiền từ màu. Nghĩa là sao ạ? Trong những cái cuộc chơi, đội đầu tiên kiếm tiền trong ngày hôm nay là đội điểm xanh, nhảy cao nhất. Đội tiếp theo kiếm tiền là đội xanh dương và đội em được chia hai vì độ mặt. Thế là tụi em tự bản lĩnh của tụi em kiếm tiền và đầu tư. Tuy nhiên tụi em vẫn, sau đó tụi em sẽ làm ra một sản phẩm thực tế. Em chỉ chứng minh cho nhà đầu tư thấy là từ sản phẩm đó tụi sẽ kiếm được cái gì, làm cái gì thực tế, chứ không phải là những bản vẽ hay là ý tưởng hay làm gì hết. Và thuyết phục nhà đầu tư bằng bản lĩnh của tụi em. Và sau đó tụi em còn dư được 1.500.000. Có chiếc xe, tụi em có bản vẽ, tụi em làm rất là nhanh, tụi em mua thực tế rất là nhiều đồ. Theo như doanh số của shop vừa rồi á, thì tụi em là khách hàng thân thiết rồi. Tụi em mua nhiều. Và tụi em làm cũng có chi nhóm, một nhóm phụ trách trang trí, một nhóm phụ trách khung, sườn. Vì sao tụi em thua? Chưa thắng. Vì sao tụi em chưa thắng? Vì tụi em có hành, có kế hoạch, nhưng kế hoạch quá dài hơi. Ngay từ đầu tụi em đã nghĩ làm sao để mình quẹo được cái bánh lục. Ban tổ chức chưa yêu cầu, nhưng tụi em nghĩ phải quẹo được cái bánh. Cho nên tụi em đầu tư rất nhiều vào cái gì ạ? Dây rút. Em chưa có cái bánh lái vòng 2, tụi em có thể quẹo được. Nhưng tốc độ thì nó bằng cái xe lăn thôi. Không bằng chưa được xe F1, như tụi em đã lên ngay từ đầu. Tuy nhiên thì ban tổ chức đặt lên trước giùm em rồi. Nên là tụi em lố rồi. Và lúc mà tụi em phải xài cái của ban tổ chức đó thì chậm. Và tụi em quá đầu tư vào cái đó, quên cái bánh xăng, bức xe dây rút. Nói chung tất cả là tài xe dây rút cho tụi em chưa. Và qua đây thì tụi em rút ra kinh nghiệm là lên du rồi check rồi, nhưng check chưa kỹ thôi, nên tụi em sẽ check kỹ hơn lần sau. Rồi quá hay cái gì. Rồi cảm ơn anh. Là tôi anh cầm cái này.
sáng nay là tôi phải cầm cái này và tôi tặng cho anh 2 miếng cho mình. Và anh kiếm tiền từ cái này anh chị. Đây là phần cái nhà. Thì đây cái đồng màu xanh đó là các đồng còn lại nó khác nhau chút xíu anh chị. Trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp á, mình có hai cách. Cách đầu tiên á là mình phát triển hữu cơ, là phát triển organic là như cái đồng màu xanh này, không đi vay ngân hàng, tự kiếm tiền, tự làm, đúng không? Cách này thì nó an toàn cho chính mình, nhưng mà nó không có đi nhanh được, nó chậm phát triển thôi. Còn các đồng còn lại á là tận dụng cái đồng bảy tài chính để mình phát triển lên. Cách này đi nhanh mà nó sao cái gì? À, nó nhiều rủi ro, đúng không? Và có một tội á là gần chết rồi mà vẫn chưa có tiền, là đồng màu lam. À, màu đỏ gần chết mà chưa có tiền. Ở đây có hai cách. Ở đây nó trong quan điểm nó không đúng sai, tôi chỉ chia sẻ cho chị cái gì nó thích về này. Cái thứ hai á là anh nói giùm tôi là cái chương trình PDCA mà chiều qua tôi có chia sẻ, đúng không anh? Anh nói PDCA mình có là plan, do, check và act. Thì ra là mình dành rất nhiều thời gian cho do mà không dành nhiều thời gian cho plan. Anh nói không dành nhiều thời gian cho plan thì mình dễ chết lắm các chị. Còn mình có check và check nhanh quá, đúng không? Thành ra từ nhà điểm check á, nó thêm hai chữ nữa. Ông nhân viên nhận tới là có điểm check thôi. Thì các chị gặp tôi có thêm chữ C thứ hai đó là control. Thế mình có người check và người control. Và trong các đội đua, cái đội nào đua thử các chị? Ai đua thử? Một đội màu đỏ, có thêm đội nữa. Hai đội đua thử, à đội màu xanh, chính xác. Thành ra mình có check, đúng không? Mà mình ít thời gian quá, mình khó điều chỉnh. Quy trình cái gì là đúng rồi, đúng không? Rồi một lần nữa cho đội màu xanh, một đầu có tay cái này. Rồi, bây giờ chào đón nhà vô địch. Nhà vô địch nói gì cũng đúng, rồi xin mời. À, xin chào. Xin chào tất cả các anh chị. Thì tội em xin kể là suy sút của quá trình em đã làm. Đầu tiên là nhờ cái nhóm sale á, lại có thuyết phục mấy ông thay mặt để mà xin được cây lên cho tốt. Cũng có là có khoảng trẻ rồi mang nghỉ rồi làm người thi các kiểu. Mà tội này chừng tám. Nhưng mà này lúc mà đi vô đồ á thì cũng nhờ cái ông bà chơi xin cũng như là cái ông cái quá ông không nhận tiền thì ông đi vô đồ thì mua được cái đó cái đủ tiền đó thì chuyển một cái nhóm sản xuất rồi sản xuất rồi thiết kế rồi sau đó thì rồi thì không nó hơi chậm cái này chưa được rồi cái sản xuất nó đắn lại đi. Và cái ý cuối cùng là tôi rất là cảm ơn nhóm màu trắng này đã nói giùm tôi cái phần này. Là cái phần mà trước là sau khi mình làm tái cấu trúc á, có một sự chia sẻ, có một sự thay đổi rất là mạnh mẽ về cái việc mình thay đổi cái cách thức mình làm việc. Có ai cảm nhận được việc này không các chị? Có ai cảm nhận được cái việc sự thay đổi trong cái cách thức mình làm việc không? Trước kia mình làm việc theo cách như thế nào các chị? Sau mình im ra em đói bụng quá. À, trước kia có phải là mình làm việc theo một cái hành động không? Từ lúc mà cái order có tới lúc cuối cùng đó các chị. Bây giờ mình nghe ra thành bao nhiêu bộ phận các chị? À 6. Và đó là trong cái công việc của mỗi cái nhóm ở đây á, nó là một cái mô phỏng của một cái doanh nghiệp. Và trong doanh nghiệp nó có đầy đủ chức năng về việc các chị đang làm. Cái đầu mà phân công việc trên từng bộ phận cực kỳ cụ thể luôn. Và ông nào cũng làm chứ không phải là ông này ngồi giờ kia. Đúng rồi. Và từng chức năng. Và đầu màu trắng là cái đội á, là chia người ra gặp các bậc chuyện nhất. Có nhiều lúc đó là ba cái mật mà mình chỉ có tiếng một đầu màu trắng thôi. Vậy là đúng rồi. À và đây là một trong những người tôi thấy rất là khôn ngoan chứ không phải là từng người đi vô. Nên đổ mạnh lòng á, nó xua là về bước đi. Là tiếng ba đội kia là bây giờ mới được từng tiếng nữa. Nhưng mà ở đây trong cái bài này tôi chia sẻ là cái việc mà mình thay đổi cái gì. Thì chúng ta mới đầu chúng ta chưa quen và chúng ta cái sự phản kháng. Cái này tôi nói là cái ý mình chuyển qua chúng chia sẻ khi mà chúng ta thay đổi cái đường dây đó không? Không sự thay đổi á, cái việc đầu tiên của mỗi người á là đã phản ứng. Mà ngay cả lúc mà trọng tài yêu cầu là bây giờ mình sẽ thay đổi tài xế thì ngay lúc đó có một đội nữa đó là chị em không thay đổi được không? Mà môi trường bên ngoài á, khi nó thay đổi á, các chị có năn nỉ nó không thay đổi được không? Hay là nó vẫn thay đổi thì thành ra mình có quỳ lạy văn xin thì nó vẫn thay đổi như thế này. Nên là khi bên ngoài thay đổi rồi thì bên trong thì phải sao vậy?
mình phải thay đổi, đúng không anh? Bởi cái việc này là việc hiển nhiên. Thành ra các chị đừng có thắc mắc quá là khi mà vì sao mình có một sự thay đổi. Ngay lập tức là bà con người ta phản ứng. Phản ứng là cái bước đầu tiên trong sự thay đổi. Nếu không có phản ứng là cái việc thay đổi đó nó chưa áp phê. Nó giống như mình đi chích vaccine vậy đó. Mình chích xong bác sĩ chưa cho về, rồi coi là nó bị chóng mặt không, có buồn nôn không. Nếu chóng mặt buồn nôn thì bình thường. Còn nếu mà không chóng mặt buồn nôn á, bác sĩ nói là coi những thuốc giả và là người giả. Rồi thành ra cái việc mà các chuyện thay đổi mà chúng ta có cái sự bức xúc, cái sự bực mình là hết sức bình thường. Nhưng cuối cùng kết quả đạt được có được các chuyện. Ở đây là thành quả các chuyện này. Đúng rồi, chúng ta thấy là có 6 chiếc xe. Và chúng ta thấy là cái độ mà vô địch á, nhìn nó mạnh mẽ các chuyện. À, đầu mình vô địch thì rất là mạnh, rất là hoành tráng. Đầu mê cũng tím, mạnh mẽ các chuyện. Mạnh mẽ, đây là kết quả và mình nhìn đây mình sẽ thấy là mình hiểu rồi. Đầu lưới xanh các chuyện. À không sao, mình nhìn về để mình thấy. Và những cái tác phẩm này chúng tôi sẽ chụp hình và chúng tôi sẽ xin phép mang về lại mua tiếp. Và chúng ta sẽ chọn chỗ để chúng ta để công ty của mình. Chúng ta để chúng ta thấy được một cái điểm á, là sau này mình nhìn chiếc xe này, ai mà nói là không thể làm được hoặc là cái việc này là nó thay đổi em không chấp nhận được, thì mình nhìn chiếc xe này mình sẽ thấy là em đã làm được và cái team mình chấp nhận vì sự thay đổi này. Chúng ta đồng ý không? Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý. Rồi, cảm ơn các chị. Bây giờ tôi chuyển lại cho bạn Linh để chở cho chúng ta đi ăn trưa và chúng ta sẽ bắt đầu cái game chiều nay. Xin cảm ơn anh Trường một dạng ở đây thật lớn nhìn coi. Quát quá anh, ngay bây giờ anh nhờ các chị giúp dùng coi. Là bây giờ sau phần chụp hình tập thể toàn bộ trước sản phẩm của mình, chúng ta sẽ di chuyển theo lối kia lên lầu 3 và dùng cơm trưa. Đúng 14 giờ chiều nay chúng ta có mặt lại đây để tiếp tục các hoạt động và được tiếp tục cấp tiền. Ngay bây giờ xin mời đội tím ạ đứng dậy di chuyển qua góc bên kia. Tiếp tục xin mời lửa xanh nối đuôi luôn. Rồi kim cương trắng đứng dậy. Khoan, đứng dậy là đứng thẳng, đừng có đứng dậy xong bạn mình phía sau chịu không được. Rồi đứng dậy luôn ạ, đứng hẳn luôn. Rồi, xin mời. Rồi chúng ta đứng dàn hàng ngang luôn. Nhóm đầu mình có thể ngồi xuống theo phong cách của cầu thủ. Cái ngàn di chuyển vào. Ngồi đó, di chuyển chỗ đó để chuẩn bị tập thể luôn, mình hết toàn bộ. Tiến đó ngồi xuống. Mời cùng Tiến ngồi xuống cho thấy cái sản phẩm phía sau kìa. Trẻ em đi xe luôn. Ngay bây giờ một chào của anh thật lớn. Xe đá cùng nhau giữa. Ngồi tại chỗ luôn, xin mời ngồi tại chỗ luôn. Để chúng ta cùng chụp hình luôn, mình tất cả các thành viên.